Video này mình hướng dẫn anh em sử dụng phương pháp đánh lô để vẽ được biểu đồ. Ok. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Mình đùa vậy thôi. Thực chất thì đây là một phương pháp vẽ nhanh theo từng điểm. Thì ở trên lớp thì khá là ít dạy phương pháp này. Còn phương pháp này thì cực kỳ hay và vẽ cực kỳ nhanh. Nhưng mình đã nói nó phải nhanh từ 8 đến 10 lần so với phương pháp cắt. Đéo tin. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Rồi, thì trước khi bắt đầu mình sẽ nêu ra một cái chút lý thuyết ở đây. Và mình cũng sẽ để một cái file lý thuyết chi tiết ở ngay phía bên cạnh này. Anh em phải đọc file lý thuyết chi tiết thì anh em mới hiểu rõ được bản chất của nó. Còn cái này này chỉ là cái kinh nghiệm mà mình rút ra trong cái môn sức bền vật liệu anh em có thể ứng dụng được thôi, được chưa? Đó, bắt đầu nhá. Nào các thân chơi, chúng ta sẽ bắt đầu đi đánh lô nè. À, trước hết là mình sẽ nói về cái quy tắc của nó, được chưa? Thì quy tắc đầu tiên mà các bạn phải nhớ đó là phải tính được hết tất cả các phản lực trước, được chưa? Ở đây ấy, thì VB và VD mình vừa mới tính rồi đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta có sẵn rồi. Hai là luôn đi từ trái sang phải. Thế bên nào là bên trái? Đây, này. Đây là bên trái và đây là bên phải. Đi từ trái sang phải là đi từ bên này qua bên này. Ok. Thứ ba đó là nếu như bắt đầu tại không ấy, được chưa, phải bắt đầu tại không nhá, và kết thúc phải tại không, đúng không? Tức là bắt đầu tại không và kết thúc tại không, giống như cái việc mà các bạn đẻ ra không có gì trong tay ấy, không, các bạn chết đi thì nó cũng không có gì trong tay cả. Ok rồi, đấy, bây giờ đến phần cách làm, được chưa? Nếu như các bạn gặp lực P mà đi lên ấy, điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta vừa trúng lô, được chưa? Vừa trúng lô thì sao? Tức là các bạn ấy nhảy cẫng lên vì nó sướng nhỉ, này ăn 10 điểm lô sướng quá. Đấy, thứ hai là nếu như các bạn gặp được P mà đi xuống ấy thì đây chắc chắn là bị trượt lô. Đấy, mà thường ấy mà trượt lô thì có bố hay nhảy đấy, thế nhảy gì thì anh em biết rồi đúng không nhỉ? Đấy, trượt lô thì có bố hay nhảy thì sao, cái biểu đồ nó sẽ nhảy xuống, được chưa? Nếu như gặp phân bố Q mà đi xuống, tức là sao, tức là nhiều cái lực P cùng một lúc ấy, thế chưa, tức là có bố bị trượt lô liên tục, ngày nào cũng trượt, cứ phân 63 thì nó lại về 62. Đấy, thế sao, tức là có bố sẽ làm gì, cuộc đời đi xuống, tức là sao, cái biểu đồ của anh em ấy nó sẽ bị chéo xuống đúng như cuộc đời của anh em vậy, được chưa? Và nếu như gặp phân bố quy mà đi lên, được chưa, tức là hôm nay sao, trúng lô liên tục, mà trúng lô liên tục thì sao, cuộc đời của các bạn nó nở hoa tức là nó lại đi lên, đúng không? Đấy, và cái độ đi lên đi xuống của nó ấy, hay là cái độ chéo của biểu đồ ấy, thì nó sẽ bằng quy nhân với l, tức là bằng quy nhân với lại cái chiều dài phân bố của nó ấy, được chưa? Rồi, lý thuyết thì là thế, là chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Rồi, quy tắc đầu tiên là phải tính các phản lực đã tính. Quy tắc thứ hai luôn đi từ trái qua phải, bắt đầu từ đây. Quy tắc thứ ba là bắt đầu tại điểm không, đúng không? Thì đây chính là điểm không của chúng ta, và chúng ta phải vẽ biểu đồ quy y trước nhá, không được vẽ mx trước vì sao, không vẽ được. Thế thôi. Rồi, bắt đầu nha các bạn chơi. À, đầu tiên là tại điểm A chưa, đây là chúng ta vừa mới sinh ra không có điểm tay này. Sau đó là chúng ta bị làm sao, ui, các bố vừa đẻ ra các bố đã đánh lô luôn rồi, nhưng mà sao, nhưng mà trượt đó. Đấy, chúng ta bị trượt lô đấy, mà trượt lô thì sao nhỉ, biểu đồ nó sẽ chéo xuống. Vấn đề bây giờ là nó chéo xuống bao nhiêu, thì đấy chưa, nó đi từ đây đến đây nhá, thì đây là cái điểm kết thúc của nó này, thì nó sẽ chéo xuống một khoảng có giá trị bằng q nhân l, đúng không, chéo xuống mà q nhân l là bằng 5 nhân 2 là bằng 10, đúng không nhỉ? Đấy, chỗ này bằng 10 đấy, chéo xuống thì là nối như này, đúng không, nối như này, đấy chưa, đúng, chéo xuống nhá. Vậy là các bạn xuất phát từ đây và các bạn đang dừng lại tại điểm này đấy, vừa đẻ ra đã thấy nhà mình nợ 10 tỷ là như vậy đấy. Rồi, xong rồi đi tiếp đến điểm B là các bạn gặp cái gì? Gặp VB, đấy nha. Lúc đấy là các bạn mới đang dừng ở cái lân cận của cái điểm B thôi. Đấy, xong các bạn đi vào điểm B, tức là các bạn sao? Làm phát ăn phát 150 triệu tiền lô, đấy chưa? Hay là các bạn sẽ lại đi lên, đúng không? Vấn đề là đi lên bao nhiêu, đấy chưa? Đi lên 15, đấy. Chúng ta đang dừng ở 10, chúng ta đi đến đây này là 10. Vậy là muốn lên 5 thì sao? Lên một nấc nữa, đúng không? Đấy, vậy là cái khoảng này này, nó chính là bằng bao nhiêu? Chính là bằng 15 đấy. Đấy, mình sẽ viết ra cho anh em xem nhá. Đây, khoảng này của chúng ta chính là bằng 15. 15 bằng cái gì? Chính là bằng VB này, thấy chưa? Và các bạn nhớ là nhá, cái lực P này này, nó hoàn toàn có thể được coi là VB, nó cũng có thể coi là VC, thì là VA, thấy chưa? Phản lực liên kết nó cũng là lực thôi, được chưa? Rồi, thế là cuộc đời của các bạn nó đang dừng ở đây nhá, được chưa? Đấy, đi lên đang dừng ở đây. Chỗ này là mấy? Là 5, đúng không? Tiếp là một quy tắc nữa, đó là nếu như mà trên này không có gì, đoạn BC không có gì sao? Thì cuộc đời các bạn nó làm sao? Sóng gió không qua đi, sóng gió qua đi thì cuộc đời bình yên. Mà cuộc đời bình yên thì sao? Đi thẳng, đấy thôi, được chưa? Cuộc đời bình yên thì anh em đi thẳng với mình nhá. Đấy, mình sẽ đi thẳng qua bên này, được chưa? Đấy, vậy là mình đi thẳng qua bên này này. Chỗ này cũng vẫn lại là 5, đúng không? Đi thẳng mà. Tiếp, đến đây rồi thì sao? Lại trượt lô, trượt lô thì sao? Lại đi xuống, đấy. Thế giờ đi xuống 10, đúng không? Đi từ đây xuống dưới đây là xuống được 5 rồi, đúng không? Xuống thêm một đoạn 5 nữa là xuống đến 10. Thế giá trị chỗ này nó phải là bao nhiêu? Là 5, đúng không? Đấy. Xong rồi tiếp, đẹp này thì sao? Cuộc đời em sao? Lại bình yên. Đấy, lại đi sang. Đến cuối đời thì chúng ta sao? Trúng được thêm
50 triệu tiền lô nữa. Vậy là chúng ta quay trở về điểm xuất phát cuộc đời của mình. Đấy. Vậy là chúng ta xuất phát từ điểm 0 này, được không? Đấy. Và chúng ta kết thúc cũng tại điểm 0. Đấy, anh em thấy không? Xuất phát từ 0 và kết thúc tại 0. Đấy là cái vi diệu nha. Mình giải thích cho anh em thì lâu rồi, chứ anh em mà bắt tay vào làm anh em từng nhanh luôn. Nhìn phát điểm 0 nhá. Trượt 10 đúng không? Xuống 10 này, lên 15 này, sang này, xong rồi là xuống 10 này, sang này, lên 5. Cực nhanh, mình bảo đảm anh em là vẽ cái biểu đồ QI chưa đến 2 phút. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm thêm một bài nữa nhá. Thử làm thêm một bài nữa rồi chúng ta sẽ chuyển sang vẽ MX, ok? Đây, mình sẽ lấy luôn cái đề bài của bài số 2 đó. Đấy, nào các dân chơi, nhìn phát biết bài này làm thế nào luôn nhá. Đấy là VA mình coi như là mặc định là mình đã tính được rồi nhá. Rồi, cuộc đời chúng ta lại bắt đầu từ 0 nào. T vừa đẻ ra phát trúng được 20 điểm lô luôn. Sao? Lên 20, đúng không nhỉ? Lên 20 này. Đấy. Xong tiếp là cái đoạn này làm sao nhỉ? Bình yên không có gì đúng không? Chúng ta lại đi sang. Đấy, đến đây rồi. Rồi, thế nhớ anh em bảo đến đây gặp moment này gọi là vòng xoáy cuộc đời, thế có làm sao không? Thì do mình rất là kiên cường nên là vòng xoáy cuộc đời của mình nhá. Sao? Không sao cả. Điều này chứng nghĩa là cái moment này không ảnh hưởng gì đến biểu đồ QI. Ok chưa? Đấy, thì chúng ta đã chỉ xét đến cái thằng quy nhỏ này thôi. Cái thằng quy nhỏ này làm sao? Đi xuống liên tục thì sao? Trượt lô liên tục thì sao? Cuộc đời đi xuống, thế là đi xuống bao nhiêu? Đi xuống một giá trị bằng 5 x 2 là 10 đúng không? Thế tức là cái độ chênh này từ đây cho đến cái điểm khoảng chỗ này này nó phải bằng 10 đúng không nhỉ? Đấy, em sẽ vẽ cho anh em nhá. Nếu như mà đi xuống 10 chúng ta đang dừng lại ở 20 đúng không? 20 mà đi xuống 10 thế tức là còn bao nhiêu? Còn 10 đúng không? Vậy thì giá trị chỗ này chắc chắn là 10, được chưa? Đấy, xong đi xuống thì nối lại. Đấy, điều này có nghĩa là cái độ chênh chỗ này này. Đấy, được chưa? Nó bằng bao nhiêu? Bằng 10. Bằng 10 hay nói khác là chỗ này nó chính bằng 5 x 2. Như vừa nãy như này này thì sao? Chỗ này cũng bằng 5 x 2, chính là độ chênh của cái này. Ok chưa? Đấy, người ta gọi là cuộc đời đi xuống là như vậy đấy. Đấy, xong tiếp là đoạn này làm sao? Không có gì đúng không? Cuộc đời bình yên thì lại đi sang. Đấy, được chưa? Đi sang xong rồi sao? Đấy, lần cuối cùng trong đời mà vẫn có trượt lô thì chúng ta lại quay trở lại điểm xuất phát của mình. Được chưa nhỉ? Đấy, anh em thấy là vẽ biểu đồ QI nhanh không? Quá nhanh luôn thì quá nhanh luôn. Nhưng mà có một điều lưu ý này nhá, là mấy ông vẽ biểu đồ QI ông đừng có vẽ cái mũi tên này vào nhá. Cái mũi tên này tôi vẽ vào để chỉ cho ông hiểu thôi, chứ còn sao? Các ông trong bài thi ông chỉ cần gạch vào như này là được này. Đấy, hiểu chưa? Và nhớ là cái biểu đồ mà ông vẽ bên trên ấy thì nó mang dấu dương, đúng không? Còn cái biểu đồ mà vẽ bên dưới thì nó mang dấu âm, chưa? Vẽ hết vào nhá. Âm dương. Đấy. Thế rồi, rồi thì biểu đồ QI là vẽ như vậy. Là còn rất nhiều của những cái lưu ý khác và nhỏ khác anh em phải đọc trong cái file lý thuyết chi tiết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang vẽ MX, ok? Ê, khoan đã, trước khi mà sang vẽ MX thì mình có một cái bài toán cho anh em để xem là anh em chúng ta có suy luận ngược lại không nhá. Nếu như bây giờ người ta cho các bạn một cái sơ đồ tính như này và một cái biểu đồ QI như này, người ta bắt các bạn là điền cái tải trọng vào thì liệu anh em có làm được không? Chúng ta phải làm được nhá. Mình sẽ chỉ tư duy ngược lại thôi, được không nhỉ? Đấy, bây giờ chúng ta biết rằng là cái độ chênh ở đây là 10 thì mình biết ngay là trên này Q nó sẽ bằng 10 chia 2 là Q bằng mấy? Q bằng 5 đúng không? Chúng ta biết được là cái bước nhảy ở đây là 15 và nó đang nhảy lên đúng không nhỉ? Nhảy lên thì chắc chắn là cái VB này nhảy lên giá trị bằng 15. À, đấy. Xong tiếp, chúng ta biết được rằng là cái P này sao? Nó nhảy xuống, được không? À, khi chúng ta nhìn thấy nó nhảy xuống giá trị ở đây là bao nhiêu? Là 10 thì chắc chắn là P ở đây sẽ bằng 10. Ok nhỉ? Xong chúng ta nhìn lại tiếp rằng là cái điểm cuối cùng của nó ấy, nó lại có một cái gạch 5 đúng không? Tức là có một cái bước nhảy từ dưới lên trên là 5 thì chắc chắn VD ở đây bằng 5, thấy chưa? Đấy là cái cách suy luận ngược lại. Cái cách này sẽ dùng cho anh em trong môn cơ cấu và trong bài thi giữa kỳ của môn sức bền cũng có điều này. Lưu ý nhá. Thôi, bây giờ không dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào vẽ MX nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ MX nhá. Thế thì MX anh em chỉ nhớ duy nhất một công thức của, đó là M phải thì bằng M trái cộng với diện tích của QI, được không? Thế thì bây giờ anh em đang thắc mắc thế thì phải là gì, trái là gì? Thì chúng ta sẽ vẽ biểu đồ MX cho từng đoạn, đúng không? Chúng ta có đoạn AB, đoạn BC và đoạn CD, đúng không? Thế thì M trái là M của A, M phải là M của B, và hay là đoạn BC thì M trái là M của B và M phải là M của C, đúng không? Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ nhá. Đầu tiên là đoạn AB, đúng không? Thế thì đoạn AB ấy, đoạn AB của chúng ta thì M phải thì chính là M tại điểm B, đúng không nhỉ? M trái thì chính là M tại điểm A. Nhưng anh em thắc mắc rằng, thế bây giờ M tại điểm A nó bằng bao nhiêu? Không biết đúng không? Thì thưa anh em là nó bằng 0 luôn. Tại vì sao? Thứ nhất có hai cái giải thích. Một, nếu như anh học cơ cấu rồi ấy, thì tại cái đầu mút này này, nếu như không có moment tập trung thì sao? Thì moment bằng 0, đúng không nhỉ? Đấy. Cái giải thích thứ hai là khi mà một cái thanh ấy, mà bắt thanh bắt đầu của nó ấy, mà không có moment tập trung thì moment nó sẽ bằng 0. Như này này, nếu như một cái thanh ở ngoài đời của anh em ấy, được chưa? Đấy, một cái thanh ngoài đời của anh em ấy như này nè, thì cái đầu này này
nếu như mà nó không có moment tập trung nhá, thì biểu đồ M ở đây nó sẽ bằng 0. Còn nếu như mà nó có một cái moment như này chẳng hạn, được chưa? Thì M này ví dụ như cái này nó bằng 10 đi, thì cái này chúng ta nó sẽ bằng 10, được chưa? Đấy, cái chiều quay này nó cũng bị phụ thuộc đấy nhá. Trong những bài sau nếu có anh em phải hỏi mình sẽ chỉ cho anh em cái chiều quay như nào nhá. Rồi, nhưng trong bài này là MA của chúng ta nó bằng 0, ok chưa? Rồi, để mình xóa cái này đi. Vậy là MA chúng ta sẽ bằng 0 này cộng với lại diện tích của biểu đồ QI là diện tích trên đoạn AB ấy. Thế đoạn AB là chúng ta có từ 0 đến 10 đúng không? Thì diện tích của cái tam giác này là 1/2 đúng không nhỉ? Nhân với lại bao nhiêu? Nhân với lại chiều dài là này là 2 đúng không? Nhân với lại cái này là 10 đúng không nhỉ? Nhân với 10 đúng không nhỉ? Như này đúng không? Như này đúng không? Loạn anh em ạ. Sao? Diện tích của QI phụ thuộc vào dấu của nó đúng không? Vậy là dấu ở đây đang là dấu gì? Dấu âm. Dấu âm thì sao? Dấu âm thì thêm vào đây là -10. Ok chưa? Vậy là chúng ta có 0 mà trừ đi 10 là sẽ ra -10 đúng không? Mà biểu đồ MX mà âm thì sao? Vẽ lên trên gì nữa đúng không? Vậy là ngay tại cái chỗ này chúng ta có một cái giá trị -10 đúng không nhỉ? Đấy. Ok chưa? Xong tiếp bây giờ vẽ đoạn AB luôn. Một đầu là 0, một đầu là 10 ra chúng ta nối thẳng vào đúng không? Như này đúng không? Đúng không? Ôi giời, nối thẳng vào như này chứ các bạn cám hết anh em ạ, đúng không? Đoạn này chúng ta không được nối thẳng, chúng ta chỉ nối đứt thôi, đúng không? Tại vì sao? Trên biểu đồ này ấy, được chưa? Nó có quy phân bố đều. Quy phân bố đều thì MX bậc 2, đừng quên điều này nhá. MX bậc 2 đúng không? Và nó có xu hướng hướng lực. Hướng lực tức là nó sẽ cong như này, được chưa? Đó. Đây chính là biểu đồ MX nha. Tiếp trên đoạn BC thì sao? Bây giờ chúng ta lại đổi cái này thành MC đúng không? Thế thì bây giờ MC thì sẽ bằng MB. MB của chúng ta là bằng -10 đúng không? Cộng với lại diện tích của cái này. Cái diện tích của cái này là hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật thì là 5 nhân 3 là 15 đúng không? Vậy là 10 cộng với lại 15. Có dấu âm không? Không, vì đây là dương mà. Đúng không? Đấy chưa? Thế 10 cộng với 15 thì nó ra bao nhiêu? Âm 5 đúng không nhỉ? Thế vậy là chỗ này của chúng ta nó sẽ ra là âm 5 đúng không? Mà âm thì sao? Vẫn vẽ lên trên. Anh em phát hiện là đấy, từ giờ là chúng nó ra bao nhiêu? Nó ra dương 5, chưa? Đấy, nó ra dương 5. Thế rồi. Dương 5 thì vẽ âm dưới. Nhớ là MX dương 5 để vẽ âm dưới nhá. Rồi, tiếp tiếp. Đoạn BC này không có gì. Không có gì thì MX là bậc 1. Bậc 1 tức là đường chéo ấy. Tức là sao? Mình sẽ vẽ chéo từ đây xuống dưới đây là một cái đường thẳng nhá. Được anh em. Đấy. Rồi, tiếp là kẻ đã, đúng không? Kẻ đã. Tiếp là đoạn là CD. Cái đoạn CD của chúng ta là nó có một cái 5 và hai cái 5 đúng không? Thì MD của chúng ta sẽ bằng cái gì nhỉ? MD của chúng ta sẽ bằng dương 5 đúng không nhỉ? Dương 5 cộng với lại 5 nhân 1 là 5, vậy là bằng bao nhiêu? Bằng 10 đúng không? Đúng anh em. Không nhá. Tại sao? 5 này phải cộng với lại -5, được chưa? Bởi vì cái QI này chúng ta là QI nằm dưới đúng không? Thế nên là chỗ này nó phải ra 0 này, được chưa? Và nối lại. Đấy. Bây giờ anh em thử mang kết quả ra so sánh với bài trước xem là nó có giống không? Chắc chắn là giống luôn. Ở đây mình sẽ lưu ý thêm cho anh em một điều nữa, anh em sẽ gặp lại một cái bài ở trong bài số 2. Đó là như này này. Nếu như có một cái thai như này, chúng ta có một cái moment tập trung ở đây, thì mình đã nói rồi, biểu đồ moment nó sẽ có bước nhảy khi mà có cái này đúng không? Vậy thì đi từ trái qua phải nó sẽ bị nhảy xuống. Ok chưa? Ví dụ như nhá, chúng ta có đoạn A, B và C đúng không? MB ở trên cái đoạn AB ấy thì nó chính là bằng MB trái đúng không? MB trái. Còn MB mà ở trên đoạn BC này này thì nó sẽ là bằng MB phải. Nhớ điều này nhá. Và MB trái và MB phải ấy thì nó sẽ bị chênh lệch với MB trái. Như thế nào? Nếu như nó quay thuận chiều kim đồng hồ như thế này thì là MB phải thì MB trái nó sẽ cộng thêm, đúng không? Tức là sao? Quay thuận nhảy xuống, quay ngược nhảy lên. Ok chưa? Quay thuận thì nhảy xuống, quay ngược thì nhảy lên nhá. Rồi, thì sang những bài sau anh em sẽ gặp, anh em sẽ để ý được cái điều này. Ok chưa? Đấy. Thì đấy là toàn bộ cái phương pháp đánh lô của mình. Đấy, thì anh em có thể tham khảo cái đánh lô này. Thứ nhất là để vẽ nhanh, thứ hai để kiểm tra biểu đồ, và thứ ba là ta có thể hiểu một vài cái bản chất của việc vẽ biểu đồ. Ok, rồi, thì đây là một video trong cuốn 12 ngày chinh phục A sức bền vật liệu 1 của mình. Anh em hoàn toàn có thể tham khảo nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.